để tỉ muội con thiên mỹ tiên. Hôm nay gần vô chút. Dạ, con thiên mỹ tiên hôm nay con đại diện cho huynh đệ tỉ muội. Xin cảm ơn sư phụ. Sư phụ vừa là người cha vừa là người mẹ để dạy dỗ cho tụi con. Không biết nói gì nữa. Hồi nãy nó nhiều chữ lắm, không biết giờ đi đâu hết rồi. Con cũng cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của sư mẫu. Sao hồi nãy con suy nghĩ nhiều lắm, không biết giờ chữ nó đi đâu hết rồi. Nhưng mà anyway, có đường chữ mà từ cái lòng nó đã ngàn chữ rồi, không cần nói con, cái tâm nó cả nói ra ngàn chữ. Cảm ơn sự dạy dỗ của sư phụ. Sư phụ vừa là người cha vừa là người mẹ. You are the best, we love you. Có vấn đề tiếng ngồi nào con muốn nói lời với sư phụ không nhỉ? Thôi giờ mình cắt tan ăn đi. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sư phụ. Thank you. Để cho sư phụ có thể chụp tấm hình. Bỏ đi ăn. Sư phụ cắt đại diện cái. Rồi, rồi, rồi. Mỗi này đi, mỗi này đi, mỗi cái. Rồi, rồi, mấy con mua nhiều quá. Cắt cái đó đi sư phụ, cắt cái đó đi. Hết mà, mấy cái bánh bánh. Rồi mẫu cắt giùm cái mẫu. Dạ, sư mẫu màu vàng đi, cái sư mẫu màu vàng đi. Sư mẫu dao này. Đi đi tất cả hồi luôn. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Cảm ơn sư mẫu. Cảm ơn sư mẫu. Yeah. We love you. Cái đó là mango. Phải dùng quá sư mẫu. Ở đời mấy con á, người ta nói, người ta nói là tự mình nói. Những ông bà xưa mình cũng nói, không thầy đố mày làm nơi. Cái hồ khi ra trên mạng truyền thông nói trước Covid 2018, cho tới ngày hôm nay ít nhiều sư phụ cũng làm đánh là một tiếng động cho cả dân tộc Việt Nam hải ngoại quốc nội, cũng làm cho hàng triệu triệu người có cái nguồn sinh lực để sống, để qua những cái khổ ải, qua cái bệnh tật, qua cái kinh tế, rồi sau đó có một cái đạo để mà mình đi thành một cái gia đình, đại gia đình họ Thiên, và đọc những lời kinh mà do đích thân của các chư Phật đã đồng ý. Cuốn kinh Thiên Tăng dùng chữ đồng ý dễ hiểu. Cuốn kinh đó ngày xưa thụ soạn, người phàm thì dùng bằng tay soạn, nhưng mà cha với đức thầy với mẹ đã đọc qua. Thì cuốn kinh Thiên Tăng là một cái bủ vối, một cái hành trang sẽ đi vào đời của tất cả các đệ tử hội Thiên hải ngoại ở Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang gì trên thế giới mãi mãi. Đó là một vật quý báu nhất. Thưa chỉ mong sau này có hiềm tích, có giận hờn, có gì đi nữa, thậm chí có ghét gã cho phụ, ghét đắng ghét cay cho phụ, cũng đừng có bỏ cuốn kinh
Tại con bỏ uống kinh là con không bao giờ được về trời, khó lắm. Tại vì khi thế gian mình có cái ngũ uẩn lục căn thì mình dễ hờn dễ giận, nhưng mà khi mình bỏ kinh điển ra dục qua rồi mình không đọc nữa, mà trong đó là con đường duy nhất để được về với cha mẹ. Giờ cho sau này mấy con có giận cho phụ, phụ có, phụ chỉ là người truyền tin cho cha thôi, phụ là con của Thượng Đế, phụ chỉ truyền tin. Nhưng mà cuốn kinh là do chư Phật đã lập ra hàng mấy trăm nghìn năm và từng ở cõi trời đầu xuất thiên rồi, không phải của sư phụ mà của các chư vị, phụ chỉ là người nói lên thôi, có hiểu không? Có ghét sư phụ hay có ghét anh chị em của mình thì cũng đừng có bỏ con kinh, đừng có bỏ cái bức hình của cha mẹ. Cái dấu thiên tâm đâu phải dấu của sư phụ đâu, nó đâu có tội gì đâu. Mà nếu mà giận sư phụ cũng không có nên dục bỏ nó nữa. Cái đó là của cha, của Phật Di Lạc. Phật Di Lạc trên trời, ngài ở tầng thứ tư đâu xuất thiên, ngài đâu có chọc mấy đứa con đâu mà mấy con giận ngài. Cuốn kinh các chư Phật đã đồng ý, các chư Phật đâu có thâu một đồng một sen nào của các đệ tử hội thiên đâu mà bỏ cuốn kinh. Cho nên hai thứ phải mang theo suốt đời, giàu cho có thù cay thù đắng, ghét cay ghét đắng cho phụ có làm lỗi gì thì cho phụ không biết có lỗi không lỗi, nhưng phụ xin lỗi trước, cho phụ xin lỗi trước. Nhưng mà đừng có bỏ cuốn kinh thì mấy con còn có một cơ hội, còn nếu không chỉ có a tù a tỳ địa ngục vô gián và mãi mãi rất là khổ lắm. Tại vì mình đã chối bỏ thì mình đã chối cái duyên rồi, cái duyên nó không bao giờ đến nhiều lần với chúng ta, cái opportunity. Thì hồ khuyên như vậy. Ngày hôm qua mẹ lúc mà sư phụ ngồi có nửa tiếng đồng hồ, sư phụ khóc thương cho những đứa con mà sư phụ không có đủ tài đủ trí để mà dạy dỗ, rồi đi lầm đường lạc lối. Sư phụ ngồi khóc, hụ tự nhiên khóc thì tất cả 36 tầng trời đều chấn động. Mẹ cũng hiện về trước mặt, mẹ nói con thương đệ tử con khóc, nhưng mà đừng con khóc vì đệ tử. Mẹ rất là tin cái tài bản lĩnh của con, mẹ mới cho sư phụ xuống trần để mà đi về Việt Nam lãnh đạo nước Việt. Mà người ta nhìn con khóc như vậy thì người ta sẽ ấy, con phải cứng rắn lên. Thế đó là ngày hôm qua mẹ dạy vậy. Còn những đứa mà đệ tử con hội thiên của con ấy, tụi nó không đủ phước, sau này nó cũng sẽ quay về. Nhưng mà có những đứa nó còn lương tri, nó sẽ quay về. Mẹ dùng cái chữ còn lương tâm. Những đứa nó mất lương tâm nó sẽ không quay về. Phật nói chuyện mình phải tính từ chữ. Thì ngày hôm qua mẹ nói sau này những đứa nó còn lương tâm thì nó sẽ quay về, nó sám hối. Còn những đứa nó không còn lương tâm thì nó sẽ đi mãi mãi. Con đừng có trông chờ nó mà con khóc. Mẹ có nói như vậy. Chứ thù đâu có lý do gì khóc. Tại vì mình nghĩ mình thiếu tài, thiếu trí, thiếu lực thì mình mới để cho cái núi mình thế lực vô thần nó trà trộn vô, rồi nó làm những cái chuyện tan tàn. Bây giờ Phật không muốn nói nhiều, bữa nay ngày pha đê ngày vui, chuyện đó mình cũng đã nói qua bữa giờ cũng mấy tháng thôi. Thì xin chúc tất cả các đệ tử họ thiền bình gan bình trí, tâm bồ đề kiên cố, ngày an lành đêm an lành, sáu thời điều an lành, và tâm con nhất nguyện vạn tâm với thiên định. Khi đã thời câu đó thì phải gán giữ. Mình không giữ thì giống như mình đã break cái contract cái vậy đó. Cho nên đứa nào mà đọc cuốn kinh qua rồi thì gán giữ cuốn kinh, thì hồi chỉ khuyên vậy thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy đứa con. Dạ. Hôm nay là cảm ơn sư phụ. Hoa là của mấy anh với chị luôn đó. Dạ. Hoa là của mấy anh với chị. Dạ. Rồi, cảm ơn hết tất cả nha. Con mời mấy người mời bánh ở bên kia. Dạ. Rồi ăn gì cứ tự nhiên ăn đi. Thường mới ăn hồi bánh mì cộng với mấy chai nước nó no quá. Ăn đi, ăn thử miếng.
mừng.